Alo, mình là kênh YouTube Người Cà Mau đây. Xin chúc cả nhà mình được nhiều may mắn. Đây là một cái giỏ mình đã đun xong mà chưa có làm miệng. Và mình sẽ quay cái công đoạn làm cái miệng giỏ cho cả nhà mình xem. Rồi chừng nào tới làm quay thì mình cũng quay lần lượt từng đoạn cho cả nhà mình thấy cái quá trình giỏ ha. Đây là quá cái này là như hồi mới đương xong còn để đó, bây giờ mới là đương xong bể miệng. Đương xong mới vừa bể miệng rồi nè, bây giờ là thợ đang ngồi cắt để làm cái miệng giỏ. Làm xong cái miệng giỏ rồi tới quá trình làm quay xong nữa mới là hoàn thành một cái giỏ. Chung là một cái giỏ cũng nhiều công đoạn, thì từ từ mình sẽ giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem để biết quá trình một cái giỏ hình thành nó cũng tốn nhiều công sức, nhiều thời gian đó. Đó. Cắt xong rồi là bắt đầu đưa lại thành cho chắc chắn cho đẹp thành cái miệng giỏ. Thì làm này cũng có đồ nghề là kìm kéo rồi mấy cái cây để giúp trợ giúp để kéo làm cái miệng cho nó chắc nó đẹp. Nói chung nghề dạy nghề thôi các bạn. Mới đầu thì làm chưa được khéo, chưa được hoàn chỉnh lắm, nhưng mà cũng đúng cái quy trình vậy đó. Nhưng tới từ từ làm quen rồi, làm số lượng nhiều rồi đó, thời gian nó nhanh hơn mà nó đẹp hơn. Giờ một cái giỏ nó mướt. Nói chung là tại tôi thích thôi, tại thích làm thì làm gì đồ không giống mà cũng bán có tiền. Như cái giỏ màu vàng này nè là đã hoàn thành cái giỏ rồi đó, đã làm quay đồ xong. Cái dây của cái cọng đứng lên đó là bằng dây cột gạch, còn cái dây ngang đó là bằng cái dây của các cái tiệm bán kim khí điện máy á. Cột tivi, tủ lạnh, máy hát rồi nói chung là nó cột rồi cái nó cho mình, người quen nó cho mình, nó để dành nó cho mình đem về mình làm. Còn như cái vỏ đường làm đó, cái dây màu xanh có chữ đó là của bán đồ điện. Cái tiệm bán đồ điện đó là nó có dây cột, quạt, cột dây điện rồi nó cũng gần nhà mình, có cái kho đồ điện đó, nên nó cho mình, nên là mình tận dụng nó mình làm. Rồi vậy quá trình làm miệng tới đây là xong ha. Chừng nào tới làm quay là mình sẽ quay cho cả nhà mình xem. Nói chung có cái công đoạn nào làm thì mình quay rồi cả nhà mình xem, từ từ gáp lại là sẽ đầy đủ một cái quá trình hình thành lên cái giỏ vậy nha. Chào cả nhà.